đây rồi. Úi giời ơi, khỏi đồi pháo đẹp thế. Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của em nhá. Trời đang chuẩn bị mưa anh em ơi. Gỡ cần nhanh còn kịp. Còn này gỡ cần thì có ô nhanh còn mưa. Đi câu này mà có cái ô này nói chung là nó vẫn hơi nguy hiểm em. Phải có áo mưa nữa đây. Đang cơn mưa này, như có mưa không? Cơn to lắm. Đây xì trời rồi. Cứ cắm ô. Sớm chớp rồi đấy. Okay. Hôm nay thì em lại quay trở lại bộ môn đánh đục các bác nhé. Nọ chiều lòng anh em đánh đơn rồi, nay đánh đục đi, đánh đục nó được nhiều cá. Đục bao giờ anh cũng phê nhất. Hôm nay thì anh em xem phao của em thì sẽ là nét căng nét hơn mọi ngày rất là nhiều. Bởi vì em mới làm một con các bạn. À, giới thiệu các bác nhá, mới làm một con ca lông dù 57X chưa. Đánh các bác xem thì nó sẽ phê hơn rất là nhiều và quen nét căng luôn. Mọi ngày lần trước thì em dùng len zoom mà len thì tất nhiên nó sẽ không bằng máy này được. Tay chân đang run thì quá, gỡ vội anh nhanh nó mưa. Hôm nay em đánh mỗi mùi ủ chua không thôi. Mỗi mùi ủ chua không các bác nhá, chẳng phối chết gì. Bởi mùi ủ chua của em đánh là cũng rất là ok rồi. Không cần phải phối. Muốn nhạy hơn thì phối nhưng mà nay em không cần phối. Chơi chân cho nó máu. Đó. Em phải nói công nhận là cái bộ môn lưỡi ngũ đánh bền thật anh em ạ. Lưỡi sắc cực kỳ nóng, không biết bao nhiêu cá này mà. Vẫn còn rất là sắc bén. Em không chơi đồ so đâu các bác nhá. Chơi mỗi nên không này. Và mồi của em hút ít bột mì lắm. Đấy, em hút bột mì tí xong rồi mồi nó tan luôn. Nó tan luôn nằm ở lưỡi ấy. Thế là cá nó vô vào lưỡi. Đà thôi, đà trục thôi. Wow, mưa cái có hàng, có hàng, có hàng. Mưa thấy có hàng dọc ngay.
Úi giời. Ôi, quả đà sao lại ra đất trơn nhỉ? Ăn vẩy, ăn vẩy. Đây quả đẹp mà nó ăn cái vảy anh em ạ, bực nhỉ. Chưa con nào đủ rõ đấy. Không sao, mưa là cá đang vào rồi. Không sao, mưa là cá đang vào. Cục mồi lớn này cho cá to đi. Ăn ngay cái quả vảy bực thật. Mưa này dễ vam hàm lắm. Mưa này dễ vam hàng lắm các bác ạ. Ui mưa to đấy. Mưa thôi đừng sấm chớp nhá. Có ông để con câu sấm chớp con chạy mất người đấy. Ông trời ơi. Quá đấy. Đây rồi. Úi giời ơi, quả đồi pháo đẹp thế. Đúng là cái bọn chuồn này nó có võ anh em ạ. Ui tiếc. Tiếc đứt ruột rồi đấy.
Ôi, to kinh khủng luôn. Kinh thật đấy, nó bồng phào quả đẹp thế cơ mà. Chuối to thế rồi. Quả này em giặt, chủ quan em giặt cũng hơi nhẹ, nó hơi dính vào cái mép miệng của nó. Dã man. Phải nói quả này sướng cả tay bay mặt nước. Dã man, chuối to quá anh em ạ. Kinh thật. Đúng là mồi to đánh cá to. Tiếc thế. Bày thắng mặt nước dã man. Xét đánh gì mát thế? Con người này cứ đồ về đây nha, ngồi này không ngồi nữa rồi. Đánh vào này vào người ám luôn. Có lẽ hàng ngày các bác cũng học video tiếp theo nữa về khu vực của Yên Kỳ. Ngại quá ngồi. Anh em mời hai ngày hai xe hồng nhiệt tình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Các bạn chạy đồ thôi.